Hello, xin chào cả nhà thân mến. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của Nguyên Rồng Vlog. Hôm nay mình đi qua bên chợ mới cả nhà. Tình cờ mình đi trên đường mình thấy ở cái khu vực này nó có cái khu nghĩa địa ở ngoài sau, nói chung là vườn không, vòng vòng đây vườn không à. Nên mình ở lại đây tới tối mình quay một video. Và bây giờ không nói nhiều nữa, bây giờ đi thôi cả nhà. Và bây giờ mình đi cả nhà. Nhà thấy khu này nó rậm rạp, nói chung là xung quanh đây toàn là mộ luôn. Đây là vòng vòng, đây là nguyên cái khu mộ mà nó nằm cạnh cái vườn chuối nè cả nhà. Đây nè, đây có hai ba cái mộ rồi, rồi cỏ lại đế gì đâu không. Chung là khu này là vườn chuối nè, um tùm. Đây nó cũng có được mấy ngôi mộ nè, hai ba ngôi mộ. Như là thấy không, đây cũng có ngôi mộ, đây cũng có hai ngôi mộ nữa cái này. Ok, bây giờ mình sẽ tạm ngưng camera ở đây để mình tìm góc nào đó mình đặt camera cả nhà. Bây giờ mình đã chuẩn bị xong rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ đến đó mình đốt đèn cầy và mình thắp nhang cả nhà. Ok, mình sẽ đi ra cả nhà. Hy vọng là gió nó không tắt đèn cầy.
Ok, mình đi ra cả nhà. Ok, mình sẽ ngồi đây cả nhà. Mình sẽ tắt camera đây để chuyển qua camera bên kia cả nhà.
Ok, mình ngồi ngoài này nãy giờ cũng lâu cả nhà. Giờ mình sẽ đi vào đó. Ở đây bữa nay có đám cưới cao quá trời ca cả nhà, không biết mình có đăng lên được hay không đây. Mình sợ cái bản quyền này họ đó. Để mình về mình xem lại coi. Ok, mình đã tới cả nhà. Okay. Mình mới vô bước vô cả nhà, mình thấy đâu tự nhiên có cái bao này đây nè cả nhà. Tà thiệt. Đâu tự nhiên có cái bao đây không biết. Cả nhà nhìn thấy không? Có hai cây nhang tự nhiên nó cháy, nó dính lại. Hai cái tàn dính lại nha. Còn đèn cây thì mình thấy vẫn bình thường, không có gì hết. Ok, mình sẽ quay xung quanh đây cái cho cả nhà xem. Rồi, ok. Cả nhà nhớ, nếu mà cả nhà xem có thấy hiện tượng nào đó, cả nhà comment ở bên dưới cho mình. Và cả nhà đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hôm nay ở đây nè cả nhà, có đám cưới. Giờ hát rầm rộ quá. Mình cũng không biết sao. Để mình về coi, mình nếu mà hài nhạc lớn quá mình sẽ chèn nhạc vào đó nha cả nhà. Mong cả nhà xem, cả nhà thông cảm giúp mình. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video đây. Chúc cả nhà một buổi tối xem video thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà.